Hôm bữa giờ mày bị bắt mấy lần rồi? Tao phạt mày riết tao nản luôn á. Ngày nào mày cũng thấy mày đi mua bia hết trơn á. Trời là sao? Trời đất ơi, ghiền gì mà ghiền dữ vậy ông? Ngày nào cũng thấy đi mua bia đó, bắt riết giờ tao phạt mày hết nổi luôn rồi. Không có bia vô chịu không nổi cán bộ ơi. Không có bia vô không ăn uống gì nổi cán bộ ơi. Thông cảm đi, ngày nào cũng phải uống vô cán bộ ơi. Mày nói hay quá, vậy mốt tao bắt mày uống bia không mày khỏi ăn cơm luôn, mày chịu không? Dạ được vậy, tốt quá, cảm ơn cán bộ. Ha ha ha.